Chào các bạn, hôm nay Dương Tarot sẽ gửi đến các bạn một video về chủ đề mới. Chủ đề này thì khác với những cái chủ đề lần trước, đấy là về có thể nói là những cái điều mà bạn sẽ cần thay đổi để cho cuộc sống của bạn tốt hơn. Lần này thì chúng ta sẽ không làm video về tình cảm mà sẽ làm video để giúp mọi người cải thiện về cuộc sống, cải thiện thói quen, cải thiện tính cách, cải thiện với con người hoặc cải thiện với những cái gọi là nhỏ nhặt xung quanh mình thôi, để mình có thể có cuộc sống tốt hơn, từ công việc, tình cảm, mọi thứ chung chung trong cuộc sống. Nói chung là những cái video lần trước của chúng ta là về tình cảm khá là nhiều rồi, thì đợt này thì Dương muốn gửi đến mọi người video về cuộc sống đi, có thể gọi chung chung là cuộc sống đi cho nó dễ hiểu. Và vẫn là như những cái lần trước, chúng ta sẽ nghĩ về những cái mà chúng ta muốn biết ở cái chủ đề này. Và ở đây mình sẽ có 5 tụ nến, đấy là tím, trắng, vàng, cam và đỏ. Và trước khi đến với ý nghĩa của từng tụ nến thì các bạn có thể nghĩ về chủ đề ngày hôm nay. Tức là các bạn sẽ nghĩ ở trong đầu là bản thân các bạn cần thay đổi điều gì để có cuộc sống tốt hơn. Sau đấy sẽ chọn một trong 5 tụ nến mà các bạn cảm thấy gọi là quan tâm và cảm thấy là thực sự là thu hút nhất. Sau đấy thì mình sẽ giải thích ý nghĩa của từng tụ nến ở dưới đây. Có thể là những cái trải bài của mình nó sẽ hơi dài dòng một chút. Thực ra là mình muốn đưa đến những cái thông điệp càng cụ thể nhất đối với các bạn càng tốt. Và với những bạn mà lần đầu xem của mình thì các bạn có thể theo dõi, ấn theo dõi. Và để lần sau có những cái video mới thì các bạn có thể tiện có thông báo về bản thân các bạn để các bạn có thể vào xem. Và sau đây thì mình sẽ nói ý nghĩa của từng tụ nến một nhá. Chúng mình sẽ đến với tụ nến đầu tiên. Chúng mình sẽ đi theo thứ tự từ trái qua phải. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với tụ nến màu tím nhá. Để có mọi thứ tốt hơn. Nói chung là bản thân chúng ta ấy, nhiều khi không nên giữ khoảng cách với người khác quá. Tức là có những người, người ta mới gặp mình thì người ta cảm thấy mình hơi bị khó gần, hoặc là khó tiếp cận, hoặc khó nói chuyện. Và có những cái bản thân mình sẽ hơi bảo thủ cố chấp. Và nói chung là có những cái mình hơi bị, cái tô của mình hơi bị cao. Và nói chung là có một số cái khoảng thời gian mình cảm thấy mình rất là khó hòa đồng với những cái người xung quanh. Tức là bước vào những cái chỗ đông người mình cảm thấy là mình khó hòa hợp, hoặc là mình không thực sự thuộc về chỗ đấy, hoặc là mình hay bị cảm thấy lẻ loi hoặc cô đơn. Có một cái vấn đề là nên gia tăng các mối quan hệ. Các mối quan hệ ở đây là bạn bè, tình cảm hoặc là mối quan hệ về công việc. Có những cái không nên ôm đồm quá nhiều, không nên tham lam, không nên kiểu nói trước bước hôm qua. Để mà nói thì nhiều khi mình cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi và đi đâu đó chơi cho khuây khỏa đầu óc. Và nên biết quản lý công việc thời gian sao cho nó hợp lý. Nói chung là càng làm cái gì thì mình sẽ càng vỡ ra và càng có nhiều kinh nghiệm, chứ đừng có ngại hay là đừng có kiểu tự ti quá. Nói chung là mọi thứ trong cuộc sống thì mình vẫn có thể hoàn thành được.
nhưng mà mình hay gặp những cái rủi ro bất chợt, và có thể nó là bởi vì do cái tính của mình hơi bị chủ quan. Thực ra mình cũng thuộc, bạn cũng thuộc là tuýp người là có quý nhân phù trợ, và bởi vì cuộc sống của mình nó cứ nhiều khi cũng sẽ hơn người khác, thế nên là có một số cái mình không hiểu tại sao mà người ta cứ đố kỵ với mình. Thì nghĩ đơn giản thôi là người ta cứ soi mói đố kỵ thì chứng tỏ là mình phải hơn người ta ở cái điểm gì đấy, thì người ta mới như thế. Nói chung có những cái bản thân mình nên dẹp bớt cái tôi của mình xuống thì mới dễ kiểu dạng nói chuyện tâm sự với người khác. Và có một cái đấy là hạn chế cãi vã, hạn chế cho vay, hạn chế quá tin người. Có thể nói là bản thân bạn nhiều khi hơi bị kiểu bốc đồng về suy nghĩ, và những cái mối quan hệ xung quanh về bạn bè thì không tin tưởng được hoàn toàn. Có thể nói là chỉ hợp gọi là chơi cho vui thôi. Nhiều khi thì mình hơi bị suy nghĩ mọi thứ hơi bị tiêu cực, và dễ có người hai mặt, không thực sự tốt với mình như mình nghĩ đâu. Nói chung là bản thân bạn thì nên để ý những cái gì liên quan đến bên ngoài, ví dụ như cách ăn mặc. Có thể nói là bản thân mình nhiều khi hơi bị thương người thái quá, có đôi khi hay bị kiểu người khác nói xấu, chơi xấu, và hay bị rắc rối từ người khác mang đến. Có thể nói là bản thân mình giống như kiểu như là nhiệt tình quá trong các mối quan hệ, cho đi nhiều hơn là nhận lại, nên nhiều khi mình sẽ dễ bị người khác tính toán. Nói chung là bản thân mình thì có nên tránh là nhiều khi cũng không nên là nhiệt tình thái quá, không nên dễ thương người, và nên đề phòng người khác, không nên quá tin tưởng người khác quá. Bây giờ mình sẽ sang đến cái vấn đề mà cần phải lưu ý nữa, là vấn đề trong vấn đề tình cảm đấy. Tình cảm ấy, nhiều khi bản thân bạn không phải là một người lý trí, và nói chung là khó dứt khoát một cái mối quan hệ gì đấy. Có thể nói là có những cái mà không nói rõ ra, thế nên làm người khác rất là khó hiểu mình. Nên khoảng thời gian này nên tập trung vào công việc hơn là tình cảm, bởi vì nếu có thì hai người cũng sẽ rất là khó chia sẻ tâm sự với nhau. Và hầu như là từ phía mình nhiều hơn, tức là từ phía mình cho đi nhiều hơn là mình nhận lại. Và nói chung là dễ dùng rằng hoặc dễ liên quan đến người khác. Ví dụ dễ có người thứ ba xen vào mối quan hệ. Và nhiều khi tính người thầy kính mình nhiều khi kiểu hơi bị bảo thủ cố chấp. Tức là mình biết cái mối quan hệ này người ta không yêu mình nhiều như thế, nhưng mà nhiều khi mình cứ bị mù quáng, mình cũng cứ kiểu tự thuyết phục mình là ừ, chắc là người ta bận cái gì đấy thôi, và người ta có vấn đề gì đấy thôi, chứ không phải là thực sự là người ta không dành tình cảm nhiều với mình. Nói chung là bản thân nên thay đổi một cái là nên nữ tính hơn, ăn nói nhẹ nhàng, tình cảm hơn thì sẽ dễ thu hút người khác hơn. Nói chung là bản thân mình có một cái nữa là dễ bị người khác tác động vào, dễ bị lung lay hoặc dễ bị nghe người khác. Cái đấy thì nên thay đổi và nên lưu ý. Có một cái vấn đề đấy là bản thân mình ý, dễ bị nóng tính, tức là bình thường có thể hiền, nhưng mà có thể nóng lên thì thành bị nóng tính quá và cục tính. Có thể đó là đôi khi hơi bị nhiệt tình thái quá. Và nói chung là bản thân mình ý, thì nhiều khi cũng dễ bị kiểu thất vọng vì người khác. Đối với những ai mà chưa có mối quan hệ nào thì không nên đặt ra những cái tiêu chuẩn cao quá, hoặc không nên kiểu khó tính quá. Bởi vì có thể nói những cái người mà mình không để ý lắm biết đâu nói chuyện thì lại dễ gần hơn thì sao, hoặc có thể hiểu nhau hơn thì sao. Có thể nói là mình nhiều khi mình gặp ai lần đầu mình đã không thích thì chưa chắc mình đã thích,
cái đấy thì nên thay đổi, vì có những cái mà mình khi mà mình biết đâu mình tìm hiểu rồi thì mình lại có suy nghĩ khác đi. Và nhiều khi chính bản thân mình bỏ lỡ một cái gì đấy của mình. Nói chung bản thân mình thì hay bị cái là chuyện bé sẽ xé ra to. Và những người mà cần tin tưởng thì lại không tin tưởng, và những người không nên tin thì lại quá tin, dễ bị người khác lừa vì dễ bị tin người quá. Nói chung là nhiều khi mình cũng nên biết kiềm chế cảm xúc lại. Có những cái lúc mà cái cảm xúc của mình ý không biết kiềm chế nên là mình kiểu dễ bị có những cái hành động và suy nghĩ khá là bùng bột. Đấy là về vấn đề tình cảm. Bây giờ mình sẽ đi đến vấn đề chung chung và lời khuyên. Nói chung ấy, bản thân bạn nên tập trung vào công việc, sự nghiệp hơn là vấn đề tình cảm tại cái thời điểm này. Vì nói chung là mình càng tập trung vào, mình sẽ càng cảm thấy như có những cái mà mình không nên nhìn thấy. Và nhiều khi mình rất là mệt mỏi vì mình đã đặt hy vọng vào đấy quá nhiều. Không nên đặt hy vọng vào một cái gì đấy quá, và không nên nghĩ về những cái gì đấy quá xa vời. Bởi vì càng nghĩ về những cái xa vời thì bản thân càng khó có thể phấn đấu và đạt được những cái đấy, và sẽ chỉ làm bản thân mình trở nên mệt mỏi. Cái bây giờ bản thân mình nên, đấy là nên yêu bản thân mình nhiều hơn và không nên kiểu nghĩ ngợi nhiều. Và người khác mà phản đối cái gì hoặc người khác nêu ý kiến thì bản thân cũng nên lắng nghe chứ đừng phản bác ngay. Có những cái mà có khi lời khuyên của người khác rất là có ích và bản thân mình không chịu lắng nghe, và kiểu bản thân kiểu có những cái sự cố chấp và bảo thủ sẽ khiến cho cuộc sống của mình sẽ càng thêm mệt mỏi, và sẽ có những sẽ không nhận được những cái lời khuyên từ người khác, mà sau này nhiều khi mình sẽ cảm thấy hối hận vì đã không nghe người khác. Có thể nói là đừng có quá cố chấp và cũng không nên kiểu hy vọng vào cái gì đấy quá xa vời. Đó là về tụ nến màu tím của ngày hôm nay. Bây giờ chúng mình sẽ đến với tụ nến màu tiếp theo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ nến màu trắng nhé. Nói chung ý, bản thân bạn thì hay bị những cái rắc rối nhỏ từ bên ngoài mang đến. Có thể nói là nhiều khi tâm hồn của mình hơi bay bổng một chút, và có những cái dự định về tương lai xa mà mình hơi bị kỳ vọng quá. Nhiều khi mình có nhiều sự lựa chọn là mình không biết chọn cái gì, hoặc mình không bị mơ hồ, không biết nên đi hướng nào. Có thể nói là có những cái mà mình làm mọi thứ hơi theo tùy hứng, và nhiều khi mình không quyết đoán được trong công việc của mình. Nhiều khi mình cũng sẽ bị nghĩ ngợi, và thực ra bản thân mình cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Nếu mà bạn thì bạn nên chọn những công việc mang khuynh hướng ổn định, thì nó sẽ giúp bạn gọi là sẽ bình ổn được về cuộc sống hơn. Và bản thân bạn ý, thì nhiều khi kiểu vẫn còn ham chơi, nên đầu tư và chăm chút về vẻ ngoài của mình thì người khác mới kiểu
dễ thu hút hơn và người khác cảm thấy kiểu nhìn bạn có thể trông tin tưởng hơn. Nói chung là về vấn đề cuộc sống, công việc thì bản thân bạn cũng là người gọi là giàu tình cảm, nhưng mà dễ biểu bị người khác kiểu lợi dụng về tình cảm. Nói chung là bản thân mình ý, không nên kiểu cố tranh luận về một cái vấn đề gì đấy và hay bị người khác để ý soi mói. Nói chung là mình ý, nhiều khi không nên làm quá mọi thứ lên, không nên chuyện bé xé to. Ở tụ bài này thì có thể nói là có những cái mà mang cái khuynh hướng ổn định ý, thì nó sẽ cho mình được cái sự chắc chắn hơn là việc là mình thích làm gì mình làm đấy. Có thể là có những bạn ý thích kinh doanh, thích làm này làm kia, nhưng thực sự nó lại không mang lại cho bạn ý cái sự ổn định. Và có thể bạn ý thích kinh doanh thì bạn ý có thể làm nghề tay trái là kinh doanh, chứ không phải nhất thiết là bỏ hết tất cả để làm kinh doanh. Nói chung nhiều khi tâm trạng của mình nó hơi bị mệt mỏi và dễ bị áp lực. Bản thân mình thì nhiều khi làm cho người khác cảm thấy cũng hơi bị khó gần một chút. Nếu mà thích thì có thể đi du lịch cho khuây khỏa. Nói chung là không nên ôm đồm quá nhiều việc và nên cẩn thận với lời ăn tiếng nói khi tiếp xúc với ai. Vì nhiều khi mình không có ý gì đâu, nhưng mà sẽ bị người khác hiểu lầm. Có một cái nữa là nhiều khi mình làm mọi thứ hơi bị theo cảm xúc và mình còn thiếu kinh nghiệm. Thế nên nhiều khi mình cũng nên nghe người khác nói, hoặc có những lúc mình nên chia sẻ tâm sự với người khác để người ta có thể kiểu chỉ cho mình những cái lối đi. Và những cái mối quan hệ mà mang hình thức là giữ mối quan hệ hoặc thêm mối quan hệ thì mình nên đầu tư, vì sau này nó sẽ có lợi cho mình. Nhiều khi mình sẽ tạo dựng các mối quan hệ tốt. Nói chung là mặc dù là tạo dựng nhưng mà chỉ ở mức dĩ hòa vi quý thôi, chứ không nên quá kiểu dạng như thân thiết quá. Nhiều khi dễ có người hai mặt và không thực sự tốt với mình đâu. Đấy là về vấn đề công việc và chung chung về cuộc sống. Bây giờ chúng mình sẽ đến với vấn đề tình cảm. Có những cái mà sẽ phải lưu ý. Vấn đề tình cảm thì nói chung là bản thân mình ý, có một số cái đấy là mình làm việc mọi thứ bị theo tùy hứng, và nói chung là mình khó có thể gọi là khiến cho người khác đặt tình cảm vào mình luôn. Hầu như có những lúc mình hơi bị nhiệt tình thái quá, và người khác thì khi mà người ta chinh phục được mình rồi thì người ta dễ bị chán. Bởi vì mình là kiểu người tình cảm nên có gì thì mình sẽ kể hết. Và có thể nói là nhiều khi cái tôi của mình cũng cao. Nhiều khi nên kiềm chế cảm xúc của mình lại, không nên quá nhiệt tình hồ hởi khi một mối quan hệ nào đấy mới. Không nên cho người ta thấy là mình có nhiều tình cảm với mình và mình có nhiều tình cảm với người ta hơn. Và có một cái là đôi khi mình cũng hơi trẻ con. Có những cái mình hơi bị hoài niệm về chuyện cũ, nghĩ về những cái gì đã qua là mình buồn, dễ bị người khác nói dối hoặc bị người khác lừa. Bởi vì nói chung là mình hay bị theo cái tâm hướng là cho đi nhiều hơn là nhận lại. Có những lúc kiểu do dự không quyết đoán với chính những cái kiểu suy nghĩ của mình. Và nói chung là nhiều khi mình hơi bị mơ hồ về tương lai. Nói chung là không nên xác định cái gì đấy lâu dài vội. Bởi vì bản thân mình ý, có những khi mà mình cảm thấy là thực sự là chưa hiểu nhau lắm, cứ để hiểu nhau đã, xong rồi sau này tính cái chuyện lâu dài thì tính sau. Bởi vì tầm đấy mà có tính đến thì cũng chưa chắc đã đi đến đâu đâu. Và ở đây có một cái vấn đề đấy nữa là
Nhưng tớ nói từ ban đầu ấy, thì nên kiềm chế lại cảm xúc, không nên để cho người ta cảm thấy là mình nhiệt tình với người ta quá. Tức là người ta có thể chủ động với mình 5 thì mình có thể đáp lại 1-2 hoặc 2-3, chứ đừng kiểu dạng đáp lại 10. Bởi vì nhiều khi người ta đang tò mò về mình mà mình kiểu gọi là lôi hết ra cho người ta biết tâm can của mình như thế nào thì người ta sẽ hết tò mò về mình, và trong khi cái tình cảm người ta chưa nhiều với mình thì người ta sẽ bị chán. Nói chung là mình cũng kiểu dễ tin người và cũng dễ bị thất vọng. Và có một cái đấy là nhiều khi mình cũng nên lý trí nhiều hơn và không nên dễ bị người khác tác động. Nói chung trước giờ các mối quan hệ thì chỉ dừng ở mức gọi là yêu chơi hoặc yêu cho vui thôi, và mình cũng chưa tìm được cái người mà thực sự chia sẻ hoặc san sẻ với mình hết. Có thể là bây giờ bảo tôi đang có người yêu cơ mà, có người yêu nhưng thực sự để hiểu nhau thì chưa, bởi vì cái tôi của mình vẫn cao và có những cái không thực sự nói hết được với nhau, có những cái mà trong lòng vẫn giữ lại nhiều. Và có thể là thời gian đầu mối quan hệ nhiệt tình nhưng càng về sau nó sẽ càng bị chững, bị nhạt đi. Bởi vì giống như kiểu như là mình nhiệt tình với người ta quá và mình cảm thấy là không nhận lại được cái gì thì mình cảm thấy bị hụt hẫng và mình cảm thấy bị buồn nhiều hơn. Đấy là về vấn đề tình cảm. Nói chung là có một cái là không nên kiểu có gì là lôi hết ra, và nên kiểu vun đắp bằng cách là chia sẻ tâm sự với nhau để hiểu nhau nhiều hơn, thay vì việc là chỉ có người ta hiểu về mình và mình không hiểu về người ta. Giờ sẽ đến cái phần là lời khuyên và tổng quan chung nhá. Không nên nghĩ xa vời quá và dễ tranh luận là những cái mà có thể nói là lặp đi lặp lại trong chuyện tình cảm. Thế nên là có gì thì cứ chia sẻ rõ với nhau thì có thể hiểu nhau nhiều hơn. Nói chung ý, nhiều khi mình cũng nên nhìn rõ vào sự thật chứ không nên trốn tránh. Những cái điều mình sợ thì mình lại càng phải đối mặt và cố gắng giữ cái tâm trạng tích cực, vui vẻ, yêu đời, chứ đừng nghĩ tiêu cực nhiều quá. Nói chung là có những cái mà mình sẽ cảm thấy gợn trong lòng thì mình nên nói rõ để cả hai hiểu rõ nhau hơn. Và về mặt cuộc sống, công việc thì bản thân mình ý, nên vạch ra kế hoạch rõ ràng, chứ không nên kiểu dễ bị sao nhãng. Bởi vì nhiều khi mình để vấn đề tình cảm chi phối mình rất là nhiều, làm mình chảnh mạng vấn đề công việc và cuộc sống. Có thể nói là nhiều khi bản thân mình ý, cứ bị kiểu khi mà bị tình cảm có vấn đề là công việc của mình sẽ không được thuận, bởi vì mình không tập trung được. Thế nên là có gì thì phải chia sẻ tâm sự và mình nên phân định rõ ràng tình cảm ra tình cảm và công việc ra công việc. Nhiều khi ý, sự nghiệp của mình cũng khá là quan trọng và có những cái mà mình phải nghĩ theo khuynh hướng về thực tế hơn là cái việc là cứ kiểu ôm mộng. Và vừa rồi là chúng ta đã đến với tụ nến màu trắng. Bây giờ chúng mình sẽ đến với tụ nến màu tiếp theo nhé.
Bây giờ chúng mình sẽ đến với tụ nến màu vàng nhé. Về vấn đề công việc và cuộc sống chung trước đó, thì chúng ta nên thay đổi những cái gì, đang gặp phải những vấn đề gì nhé. Nói chung là bản thân chúng ta ấy, thời gian này thì sẽ có những cái bất ngờ đến mà chúng ta chưa kịp gọi là sốc lại tinh thần. Nói chung có những cái mà mình không quyết định được bởi vì mình cứ nghĩ và mình không dám làm, và có những cái là mình thì lại bốc đồng quá nên biết quản lý công việc, thời gian, cuộc sống sao cho nó hợp lý. Vậy nên sắp xếp lại mọi thứ, nên giữ các mối quan hệ nếu mà có thể. Nói chung là có một cái đấy là có nhiều khi mình không nên để ý quá lời ăn tiếng nói, mà những cái đấy thì người khác lại để ý và dễ cãi vã. Cái đợt thời gian này mình nên nâng cao sức khỏe, bởi vì dễ bị oải, mệt và dễ ốm. Chung là có những cái mà bản thân mình nên tập trung hơn khi làm một cái gì đấy. Có một vấn đề là mình hay một mình hay bị đau lưng, và có thể thay đổi một cách là tập thể dục thể thao, uống nhiều thuốc canxi các thứ để cho tốt cho sức khỏe và uống nhiều vitamin. Nói chung là nếu mà luôn luôn ấp ủ một cái ý định kinh doanh hay định hợp tác với ai làm gì thì nên suy nghĩ kỹ, bởi vì có thể đó là cái thời điểm của mình nó chưa đến. Còn một cái vấn đề nữa mà phải chú ý, đấy là về cái sự ổn định. Mình nên có một cái gì để làm ổn định, chứ đừng nên kiểu làm theo kiểu thời vụ hoặc kinh doanh. Có kinh doanh được nhưng mà phải có một công việc ổn định đã, hoặc có một công việc mà có thể đều đều lặp đi lặp lại. Có một cái vấn đề đấy là không nên ôm đồm quá nhiều, và những cái gì mà mình làm thì nó cũng chỉ được 60-70%. Bởi vì sao? Vì mình chưa tính toán kỹ trước khi làm cái gì và dễ bị người khác kiểu tác động. Nói chung là trên tinh thần là làm việc là vừa làm thì tinh thần mình cũng phải thoải mái, và mình có những cái lựa chọn, có những cái hướng đi thì tốt nhất là mình nên suy nghĩ kỹ. Bởi vì mình còn phải tính toán con đường xa của mình, chứ không để theo cái sở thích nhất thời. Có thể nói là bản thân thì cũng hay gặp quý nhân phù trợ, cũng hay gặp may, cũng có rắc rối nào thì cũng dễ thoát ra được. Nhưng mà có thể nói là vẫn luôn là nghĩ kỹ cái việc gì đấy trước khi làm. Và khi mà đứng trước bất kỳ một cái việc gì thì nên đặt mình ở cả vị trí của người khác nữa, và nên thay đổi vẻ ngoài, ví dụ như đầu tóc và cách ăn mặc, để người khác nhìn vào mình thì có thể cảm thấy tin tưởng hơn. Đấy là về vấn đề công việc và cuộc sống chung chung. Bây giờ mình sẽ chuyển sang vấn đề tình cảm nhé. Xem nào, về vấn đề tình cảm ấy thì nhiều khi mình sẽ hết mình yêu một ai đấy quá, và có thể nói là mình yêu thì mình yêu, nhưng mà cái sự tin tưởng thì có đôi lúc có một cái nghi ngờ và có sự đề phòng. Có thể nói là mình trong mối quan hệ của mình
kể cả bạn bè hay tình cảm đều là mình cho đi nhiều hơn mình nhận lại. Có thể nói là có những cái mối quan hệ mà mình cảm thấy tiếc khi mà mình đã bỏ qua. Và để mình lại mang lại cho người ta cái cảm giác lại hơi bị nhàm chán cả về tình cảm lẫn bạn bè. Nhiều khi mình cũng hơi bị trẻ con và có những cái mình biết là mình nên thay đổi để tốt hơn nhưng mình lại không thay đổi. Và để mà nói thì người khác lại cảm thấy không hiểu mình bởi vì mình lại không chia sẻ tâm sự với người khác hết những cái gì mình nghĩ ra. Có thể nói là có những cái mà mình cứ nghĩ ngợi và ôm trong lòng mình thì người khác sẽ rất là khó hiểu. Có những cái mối quan hệ mới nhưng mà mình lại không dám đón nhận. Có thể nói là nhiều khi bản thân mình phân vân và không quyết định được khi đứng trước những cái sự lựa chọn và hay bị suy nghĩ tiêu cực. Có một cái là mình có, ai cũng có, sẽ có nỗi buồn thôi, nhưng mà nếu mà cứ nghĩ đi nghĩ lại hoặc nhai đi nhai lại cái nỗi buồn đấy thì chính thức mình là mình buồn chứ không phải là ai cả. Có một cái vấn đề đấy là mình thiếu cái sự chia sẻ, thế nên là nhiều người khác sẽ rất là khó hiểu mình. Và trong mối quan hệ bạn bè tình cảm thì mình luôn luôn cảm thấy cô đơn dù có ai hay không. Và có những cái mình nên ích kỷ thì mình lại không dám ích kỷ. Nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Và có thể là bớt nghĩ và sống nội tâm hơn. Tức là nhiều khi mình nên chia sẻ ra thì người khác mới hiểu mình muốn gì, cần gì. Và bởi vì bản thân mình không nói ra những cái suy nghĩ, thế nên thành ra mình hay gặp những cái mối quan hệ mà người ta không hiểu được mình. Và cái tình cảm thì hầu như là có những cái mối quan hệ là người ta không đặt nhiều tình cảm vào mình. Mình cũng dễ là thuộc tiếp người dễ bị cắm sừng và dễ bị người khác lừa. Bởi vì kiểu nhiều khi có những cái mà mình làm cho người ta cảm thấy là mình không nói rõ ra và người ta không cảm thấy người ta mặn mà trong một mối quan hệ đấy nữa. Thế là có những cái sẽ phải rút kinh nghiệm khá là nhiều đấy. Và bây giờ chúng mình sẽ đến với vấn đề gọi là tổng quan chung. Đợi mình một xíu, ngoại chắc xem có bị ngược một chút nên bài nó bị ngược cù phèo. Nói chung bản thân mình có thể nói là tốt tính hiền lành hoặc là làm một người tốt đi. Chính bởi vì thế mà nhiều khi mình sẽ dễ bị người khác lợi dụng về vấn đề tình cảm. Rất dễ bị lợi dụng đấy nhá. Mặc dù mình không phải là một cái người gọi là dễ bị lừa, nhưng mà bởi vì đối với ai mình cũng nhiệt tình quá trong bất kỳ mối quan hệ tình cảm hay như thế nào, mình toàn là người dễ bị lợi dụng thôi. Lời khuyên ở đây nhá, chung là nên chia sẻ tâm sự với người khác nhiều hơn, bớt suy nghĩ tiêu cực hơn. Và nói chung là nhiều khi bản thân mình ấy nên kiểu dạng học hỏi từ người khác nhiều hơn, hơn là việc mình thích làm gì thì làm đấy. Có những cái mình sẽ bị hơi bị theo tùy hứng, dần dần thì mình sẽ trưởng thành và sẽ vỡ ra thôi. Và có thể nói là con người mình sẽ có những cái đấu tranh, ví dụ có nên làm như thế này không hay có nên làm như thế kia không. Nhưng mà nếu mà không thử thì làm sao biết được nó có kết quả hay không. Có thể nói là ai cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn. Và bản thân mình ý, trước khi làm gì thì cũng nên nghĩ kỹ thì nó sẽ tốt cho mình hơn. Và nói chung là nên tiếp xúc nhiều với mọi người thì mình sẽ có học hỏi được nhiều điều hơn, hơn là việc mình cứ bo hẹp mình lại một chỗ hoặc bo hẹp mình lại với những cái suy nghĩ của mình và cũng bo hẹp lại những cái nỗi buồn. Tự mình làm mình buồn chứ không phải ai cả.
vừa rồi là chúng ta đến với tụ nến màu vàng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ nến màu tiếp theo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ đá màu cam nhé. Để xem chúng ta sẽ nên thay đổi điều gì để cho cuộc sống tốt hơn. Chúng ta sẽ đi lần lượt từ cuộc sống chung, công việc, tình cảm và lời khuyên nhé. Nói chung bản thân ý thì có thể nói là mình có gì trong cuộc sống của mình thì nhiều khi mình sẽ hơi bị kiểu khó tập trung vào một cái gì. Nếu mà định hợp tác với ai hay làm gì thì nên suy nghĩ kỹ, bởi vì bản thân dễ bị dụ dỗ bởi người khác. Có thể nói là bản thân mình ý thì cũng có lộc đấy, chứ không phải là không đâu. Thế nên là có thể kinh doanh hoặc buôn bán cái gì đấy nhỏ nhỏ thôi. Và làm cái công việc gì thì cũng nên để ý những cái gì liên quan đến bên ngoài. Ví dụ như là biểu hiện, thái độ, hoặc là lời ăn tiếng nói, hoặc là cách ăn mặc, để gây ấn tượng đối với người khác. Bản thân thì cũng dễ gặp may mắn, cũng có quý nhân phù trợ. Nói chung là có những cái là nhiều khi phải ăn nói nhẹ nhàng hơn. Và nếu mình kiểu hay bị đứng đuôi trong núi nọ, hoặc là hay bị chán ấy, thì nên biết kiềm chế cảm xúc, bởi vì công việc nào mình làm cũng thế thôi. Một thời gian là mình sẽ bị chán, hoặc một thời gian mình kiểu nhìn thấy công việc khác ok hơn mình lại mong muốn. Nói chung là bản thân mình sẽ phải nghĩ ngợi nhiều. Và đa số thì mình sẽ giống như kiểu là có những cái lúc mà khi mà mình thích công việc nào đấy thì mình rất là nồng nhiệt. Tức là thời gian đầu thì mình hết lòng vì nó. Nhưng mà bản thân mình thì lại dễ gặp thị phi, dễ bị chơi xấu hoặc nói xấu. Nên tốt nhất trong công việc nên dĩ hòa vi quý, không nên kiểu kể hết những cái gì về mình cho người khác biết. Hạn chế cãi vã hoặc là tranh luận. Nói chung là trong thời gian làm việc mà khi mà mình cảm thấy bị chán hoặc mệt mỏi quá thì mình có thể dành thời gian nghỉ ngơi. Ví dụ đi đâu hoặc đi đâu đó, hoặc là nghỉ ngơi ở nhà. Bởi vì bản thân mình dễ cả thèm chóng chán ấy. Hoặc là mình có thể tìm một cái công việc nào đấy ổn định, chứ đừng kiểu bốc đồng. Bởi vì kinh doanh thì cũng chỉ kinh doanh nhỏ lẻ hoặc kinh doanh vừa tầm thôi. Vì bản thân mình dễ bị chán ấy, là làm cái gì nó cũng nhanh chán. Và khi mà mình hết hứng thú với nó, mình không muốn làm nữa. Thế nên nếu mà mình đầu tư kinh doanh quá nhiều thì bản thân mình sẽ bị kiểu hay bị nản. Và nói chung có thể đầu tư với điều kiện là mình sẽ hay tìm những cái gì để thay đổi. Ví dụ hay thay đổi mẫu mã, hoặc hay thay đổi những sản phẩm, hoặc thay đổi những cái cách thức để cho mình cảm thấy là hứng thú hơn với công việc. Nói chung là không nên ôm đồm quá nhiều, bởi vì nhiều khi bản thân mình ý dễ bị sao nhãng, thì nên làm công việc dễ lộn xộn. Có thể nói là nên đầu tư vào các mối quan hệ trong công việc. Có thể một cái nữa nên lưu ý là dễ bị người khác soi mói để ý. Có thể nói người ta ghen tị, đố kỵ với mình. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp rủi ro trong công việc hoặc tai nạn nghề nghiệp do mình kiểu hơi bị bất cẩn. Nội bộ thì dễ lục đục, nên là không nên quá tin tưởng một ai. Và bản thân mình nên kiểu tiết chế cảm xúc hơn. Không nên bốc đồng. Không nên là thích làm gì thì làm đấy. Có một cái vấn đề đấy là làm cái gì mình cũng sẽ bị hơi bị nửa vời và hời hợt. Tức là càng về sau ấy. Thế nói chung là mình nên nghĩ là nếu mà mình thay đổi công việc thì trừ khi công việc thì nó thực sự tốt hơn hẳn. Nếu không thì mình sẽ một thời gian mình lại bị nản và mình hay bị bỏ dở giữa chừng.
Nói chung là về vấn đề công việc, cuộc sống ấy, thì có thể mình có thể sửa cái tính là mình nên kiên trì nhiều hơn khi làm cái gì. Tức là khi mình làm thì mình qua được cái giai đoạn đấy rồi thì mình sẽ trở cảm thấy nó bình thường. Thế nên là cố gắng để nghĩ kỹ trước khi làm gì, không nên kiểu suy nghĩ hay làm gì để quá bốc đồng. Về vấn đề tình cảm nhá, nói chung là bản thân mình dễ bị nóng tính, dễ bực mình. Bình thường thì có thể là mình sẽ hiền, nhưng mà nóng lên thì mình sẽ hơi bị kiểu bị quá đà ấy. Và nhiều khi mình cũng sẽ hơi bốc đồng, kiểu nhiều khi ăn nói cũng sẽ không suy nghĩ kỹ. Có những cái mà mình không thực sự bộc bạch được hết ra, bởi vì người ta chưa làm cho mình cảm thấy yên tâm để nói ra hết những cái suy nghĩ. Và dễ bị người khác nói dối, bởi vì có thể nói là nhiều khi mình cũng hơi bị tin người quá. Và bản thân mình ý, sống nội tâm, có thể nói là có những cái mình sẽ không quyết đoán được trong mối quan hệ, bởi vì mình sống thiên về tình cảm và làm nhiều cái hơi bị theo cảm xúc. Và có lúc thì mình nghĩ là ừ thôi, không chơi người này nữa, không tiếp tục cái mối quan hệ này nữa. Nhưng mà có một thời gian thì mình lại cảm thấy là ừ thôi, mình cứ cố gắng đi. Và trong cái chuyện tình cảm của bản thân mình thì dễ có người khác xen vào, là dễ bị người khác làm ảnh hưởng. Và bản thân mình ý không buông bỏ được những cái gì đã qua, tức là hay bị nghĩ về hoặc là hay bị buồn về những cái chuyện cũ. Có thể nói là mình thì luôn luôn mong về sự ổn định, chứ mình không thích thích bấp bênh. Và muốn đôi khi muốn người khác theo ý mình nhưng lại không nói rõ ra. Có thể nói là bản thân mình ý khi yêu thì sẽ rất là lụy, rất là thiết tha. Còn khi mà kiểu cảm thấy là không thực sự là muốn cố gắng trong cái mối quan hệ này nữa thì mình sẽ bị cái là mình buông là buông luôn, kiểu như thế. Giống như kiểu đã thoát ra được rồi thì cũng không muốn quay lại. Nói chung là bản thân mình ý, mà cứ một thời gian người ta mà tìm đến mình thì mình lại bị dễ bị sao nhãng, mình lại bị nghĩ ngợi. Và nói chung là khi mà cuộc sống của mình đã lấy lại được cân bằng rồi thì thường mình sẽ hay gặp những cái vấn đề, ví dụ như có những cái gì đấy gợi lại chuyện cũ, hoặc là người cũ liên lạc, hoặc là những cái chuyện xưa nó ập về. Nói chung là nhiều khi bản thân mình lại có một cái khoảng cách với người khác, cái khoảng cách nó hơi bị vô hình một chút thôi. Và cái người mà hay nghĩ ngợi, hay buồn, hay tủi thân nhất là mình trong cái mối quan hệ này, chứ không phải là ai cả. Có thể nói bởi vì mình không hay nói ra được nên mình chọn cách im lặng, nên nhiều khi đối phương lại tưởng là mình dỗi. Và bản thân mình ý thì cái tôi cũng khá là cao. Nhiều khi mình biết là mối quan hệ này không nên tiếp tục nhưng mình vẫn cứ bảo thủ cố chấp. Có thể nói là bản thân mình nhiều khi nghĩ cho người khác nhiều hơn, đôi khi cần một cái gì để ích kỷ cho bản thân thì mình lại không làm được. Có đôi lúc thì cũng hơi bị tự ti về bản thân. Và các mối quan hệ ở thời điểm hiện tại, nếu mà bạn đang yêu đương thì chỉ yêu chơi thôi. Còn nếu mà đang tìm hiểu thì cũng chỉ tìm hiểu thôi, và nên chia sẻ tâm sự nhiều hơn. Còn nếu mà cứ giữ im trong lòng, giữ kín ở trong lòng thì rất khó có thể đi đến một cái gì với nhau. Còn những cái mối quan hệ vợ chồng ấy thì nên chú ý về vấn đề gọi là quan hệ tình dục, hoặc là vấn đề về chia sẻ, bởi vì bản thân hai người thiếu khá là nhiều. Và có thể nói là đối với đối phương ấy thì nhiều khi người ta cũng hơi bị ham chơi ham vui và dễ gặp phải những cái người mà lăng nhăng. Thế nên là bản thân mình ấy cũng nên có những cái sự chuẩn bị về tinh thần, hoặc khi yêu phải tìm hiểu kỹ, không dễ gặp những cái người lăng nhăng hoặc những cái người không thật lòng với mình. Mình sẽ nói về lời khuyên nhá.
lời khuyên trong mối quan hệ này ấy, thì đôi khi mình cũng phải xem xét đến cái việc công bằng trong mối quan hệ này. Không phải chỉ mỗi cái việc là mình cho đi thôi, mà mình cũng nên biết là mình nhận lại được cái gì. Có thể nói là bản thân mình ý, thì không nên quá buồn rầu, nhiều khi cũng nên vui vẻ hơn, và nên tìm những cái gì mà kiểu mình có thể hứng thú. Ví dụ nên chăm sóc bản thân, nên làm đẹp, hoặc nên làm những cái gì mình thích, chứ không nên chú ý vào một ai đấy, hoặc chú ý vào một cái gì đấy quá, khiến bản thân sẽ mệt mỏi. Cái vấn đề nội tâm thì mình có thể tìm người chia sẻ tâm sự, hoặc khi yêu hoặc khi đang yêu rồi thì nên chia sẻ tâm sự với đối phương để người ta hiểu thêm về mình. Có thể nói là chuyện bé thì đừng có xé ra to, và không nên suy nghĩ tiêu cực quá. Có những cái mối quan hệ hoặc những cái việc mà mình không nên tiếp tục thì bản thân mình không nên nuối tiếc nhiều quá. Tức là đừng kiểu là bỏ qua thì tiếc, mà giữ lại thì mình cảm thấy lại không được cái gì từ từ mối quan hệ đấy. Nó không cứ dùng rằng và rồi nó lại chẳng đi đến đâu. Thế nên là suy nghĩ kỹ, và trước khi quyết định việc gì thì phải dứt khoát, phải quyết tâm. Đấy là về tụ nến màu cam. Bây giờ chúng mình sẽ đến với tụ nến cuối cùng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ nến cuối cùng, tụ nến màu đỏ ngày hôm nay. Nến màu đỏ ngày hôm nay ấy, thì nói chung là bản thân bạn sẽ gặp cái vấn đề đấy là dễ gặp rủi ro trong công việc. Ví dụ kinh doanh hoặc công việc ổn định, bạn đều dễ gặp những cái rủi ro hoặc tai nạn nghề nghiệp. Ví dụ tai nạn nghề nghiệp của người bán mỹ phẩm đi, là dễ bán phải mỹ phẩm khiến cho khách hàng bị dị ứng đấy, kiểu như thế. Và hoặc là những cái người mà vận chuyển hàng, ship hàng từ nước ngoài về thì bị mất kiện hàng, hoặc là vỡ kiện hàng, hoặc là hỏng kiện hàng chẳng hạn. Đấy là những cái mà có thể gọi là tai nạn nghề nghiệp. Thứ hai là nhiều khi trong công việc ấy, mà mình đòi hỏi cái sự công bằng ấy, thì nó rất là khó. Bởi vì hầu như là mình sẽ là người thiệt hơn là mình sẽ nhận được sự công bằng. Có thể nói là bản thân mình cũng dễ bị người khác đố kỵ, ghen tị, nói xấu, chơi xấu. Bản thân mình cũng gặp may mắn đấy, tức là trong cái rủi cũng có cái may đấy. Nói chung là bản thân sẽ luôn gặp những cái cơ hội bất ngờ. Ví dụ bất ngờ tìm được công việc, hoặc bất ngờ có một cái cơ hội gì đấy, hoặc bất ngờ nghỉ việc chẳng hạn. Và bản thân mình ý, thì nhiều khi nghĩ là cái việc bất ngờ đấy có thể không mang lại may mắn, nhưng mà giống như kiểu trong cái rủi của cái may vậy. Không nên nghĩ ngợi nhiều, và nên biết tiết chế cảm xúc. Có thể nói là mình nên cẩn thận về lời ăn tiếng nói, nên cẩn thận với những cái mối quan hệ trong công việc, cuộc sống. Và nhiều khi mình hơi bị mất tập trung trong công việc. Nếu mà có thời gian hoặc nếu có điều kiện nên đi học thêm, hoặc tự mình tìm hiểu hoặc học thêm cái gì. Bởi vì cái đường học của bạn rất là dài, và nhiều khi bởi vì bạn không kiên trì, bạn nghĩ ôi mình chẳng học được đâu, nhưng mà không phải thế. Có thể là bạn không học được, nhưng bạn nên có nhiều bằng cấp. Và nói chung là không nên tham lam quá, bởi vì bản thân mình nếu tham lam quá thì dễ hỏng việc. Một vấn đề đấy là bản thân mình ý, nhiều khi chưa thực sự có nhiều kinh nghiệm.
Nhưng mà trong cuộc sống, trong công việc thì mình có thể cho được người khác lời khuyên, hoặc mình có thể làm cho người khác mình có thể cho người khác thấy được những cái hướng đi, hoặc mình càng làm thì mình sẽ càng có nhiều kinh nghiệm hơn. Nói chung là những cái dự định về tương lai xa thì có thể nói là mình chưa có thể chưa trải qua, nhưng tự bản bản năng mình sẽ có những cái phương án. Đứng trước những cái quyết định gì thì nên suy nghĩ kỹ. Và nói chung là tâm hồn thì nhiều khi hơi bay bổng một chút, thỉnh thoảng nên là kéo bản thân mình từ 9 tầng mây xuống. Làm việc thì nhiều khi hơi bị tùy hứng một chút, và đừng ngại phiêu lưu, biết đâu sẽ có những cái sự thay đổi tốt hơn cho mình thì sao. Có thể nói là trong công việc hoặc hợp tác với ai thì không nên quá tin người, ví dụ trong kinh doanh thì không nên tin người quá và ôi thôi chị cứ nhận hàng đi xong chuyển khoản em sau cũng được, thì mình dễ bị người khác kiểu nói xấu hoặc là chơi xấu hoặc là dễ gặp những cái tai nạn nghề nghiệp đấy, ví dụ như khách bùng chẳng hạn. Và nói chung là hạn chế cãi vã với những cái người đồng bóng hoặc là những cái người tính cách trái ngược với giới tính của họ, ví dụ như đàn ông tính đàn bà, đàn bà tính đàn ông, nên quyết đoán hơn trong công việc. Và nói chung là bản thân nên nghĩ nhiều, gọi là ủ mưu nhiều thì sẽ tốt hơn. Đấy là về mặt công việc nhá. Chúng ta sẽ sang xem tình cảm chúng ta sẽ phải chú ý những cái gì. Tình cảm thì khó có sự chia sẻ. Có thể là ví dụ như mình chia sẻ với đối phương nhưng mà đối phương thì lại không chia sẻ với mình. Người ta có thể tâm sự chia sẻ với mình sẽ luôn lắng nghe. Nhưng mà ngược lại khi mà mình tâm sự chia sẻ với người ta thì người ta cũng kiểu một là bỏ ngoài tai, hai là cũng không tập trung. Nói chung là bản thân mình ý, thì có những cái mình sẽ quan tâm người khác âm thầm và lặng lẽ chứ không phải là thể hiện bộc bạch ra hết. Có thể nói nhiều khi bản thân mình lấn cấn và suy nghĩ nhiều khi cũng không được thấu đáo lắm, kiểu dạng như định làm thế này xong rồi định làm thế kia xong cuối cùng lại chẳng làm gì cả, nhiều khi cũng không thực sự quyết tâm mà nhiều khi cũng hơi bạc thủ cố chấp. Có thể nói những cái gì mà mình mong muốn thì mình cũng phải nên nói cho đối phương thì người ta mới biết được, còn nếu mà cứ im lặng thì rất là khó. Nhiều khi bản thân sẽ nên lý trí nhiều hơn, nên chia sẻ quan tâm đến nhau nhiều hơn. Và nói chung là có những cái mà mình kiểu mong muốn là người khác có trách nhiệm với mình hoặc người khác quan tâm mình thì mình phải thể hiện ra, không nên cứ kiểu chỉ giữ trong lòng và suy nghĩ tiêu cực. Và đôi khi tính cách của mình kiểu nhanh bị chán nhanh bị nản, tức là mình không nói cho người khác thì người khác không thể nào hiểu được, từ tình cảm đến cuộc sống và bạn bè xung quanh. Nói chung là bản thân mình ý, thì nhiều khi cũng hơi bảo thủ cố chấp. Có thể nói là cũng dễ bị nóng tính và cũng hơi bị hiếu thắng. Ví dụ những cái mối quan hệ nào đã chia tay hoặc là cảm thấy là người ta làm cho mình cảm thấy bực mình hoặc ức chế, nhiều khi mình giống như kiểu muốn trả đũa hoặc là mình muốn kiểu quay lại với người ta chỉ vì hiếu thắng chẳng hạn, chỉ vì mong muốn là khẳng định cái việc là người ta không thể thiếu mình chẳng hạn. Nói chung là sẽ có lúc mà mình kiểu dễ bị kiểu khó kiểm soát cảm xúc, tức là không thực sự xác định được cái tình cảm của mình mà theo cái kiểu là cái lòng ham muốn hoặc là lòng gọi là sở hữu chẳng hạn. Nói chung là bản thân mình ý, thì nhiều khi chính bởi vì mình quá buồn quá đau lòng nên nhiều khi mình bị lầm tưởng kiểu cái việc sở hữu thành là tình yêu. Có những cái mối quan hệ mà có thể chưa đủ tình cảm đến mức có thể gọi là xác định lâu dài thì mình lại kiểu quá nóng vội, và nhiều khi chỉ có từ phía mình thôi chứ người ta thì cũng bình thường. Có thể nói là
hạn chế cãi vã. Bởi vì khi mà cãi vã nhiều khi, hoặc là có cãi vã nhưng mà mình nên biết tiết chế cảm xúc. Bởi vì nhiều khi mình không kiềm chế được, ví dụ mình dễ nói chia tay, hoặc mình hay nói chia tay, hoặc mình hay nói những cái lời làm người khác khó chịu chẳng hạn. Cái đấy là sẽ phải chú ý. Và bây giờ mình sẽ đến với lời khuyên nhé. Thật ra trong lúc xem là cũng có lời khuyên rồi, nên là muốn tổng kết lại một chút. Lời khuyên ở đây thì bản thân mình không nên điều nuôi hy vọng quá nhiều. Thứ hai là có những cái mà mình kiểu càng hy vọng thì càng khó để có thể thành một cái gì đấy. Suy nghĩ nhiều khi không nên bay bổng quá và nên nhìn thẳng vào sự thật. Có thể là mình biết những cái việc đấy nhưng mà nhiều khi mình không dám nhìn nhận vào. Và có thể nói là có những cái trong cuộc sống mà mình nghĩ là mình có sự lựa chọn hoặc mình có nhiều sự lựa chọn, thì nói thật là chưa chắc đã là tốt hơn cái hiện tại. Bản thân nhiều khi kiểu suy nghĩ quá tiêu cực thì nên cố gắng vui vẻ nhiều hơn. Và dần dần ấy sẽ có những cái mà khiến cho mình gọi là có cái mới trong cuộc sống, hoặc là sẽ khiến cho mình gọi là mở ra một cái con đường mới. Thế nên là nhiều khi bản thân mình ý, cũng nên lắng nghe người khác. Ví dụ lắng nghe những cái người mà có thể cho mình lời khuyên, hoặc là nghe những cái người mà đi trước mình, thì người ta sẽ có những cái lời khuyên hữu ích cho mình hơn. Chứ đừng để cái tôi hoặc là cái lòng tự cao hoặc cái sự bướng bỉnh của mình khiến cho mình khó có thể học hỏi từ người khác. Vừa rồi là tụ đến cuối cùng của ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn sẽ hài lòng với video này. Nếu mà các bạn muốn có chủ đề nào đấy mà các bạn thích chủ đề nào đấy thì các bạn có thể comment ở dưới để mình sẽ cố gắng làm video về chủ đề đấy cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye.